Xe đá Hawatia chẳng nói mùa mưa. Hello các bạn, lại là mình yêu xe đá đây. Mặc dù bây giờ đã vào tháng 9 rồi á, nhưng mà chỗ của mình vẫn còn mưa rất rất là nhiều luôn. Và trong cái mùa mưa này á, thì ngoài những cái em xe đá thân thủ ra, thì tất nhiên mình phải nhắc đến đó là em xe đá Hawatia. Thì xe đá Hawatia có rất là nhiều loại luôn. Như đây là em xe đá vuốt của mình nè. Mình trồng từ hồi em ấy còn xe bầu á, nó nhỏ xíu à, nhưng mà sau một khoảng thời gian nó sinh sôi để nở ra rất là nhiều nhánh con như thế này. Và vào cái mùa mưa này á, thì những cái dòng mà Hawatia á, được mệnh danh là chân ái của mùa mưa luôn ấy. Ngoài cái xe đá vuốt ra thì mình còn có nhiều loại xe đá Hawatia khác ha, như là xe đá ngọc, xe đá kim cương và móng rồng. Thì mỗi loại thì nó có nhiều loại xe đá khác nữa. Đây chỉ là một số nhánh con của các dòng xe đá thôi ha. Mặc dù nó là chân ái mùa mưa, tuy nhiên mà để trồng cho những em này mà ra đúng form hay là cái màu nó cũng đẹp á, thì nó lại một cái công trình khác ha. Nó sẽ có một cái cách chăm khác so với những cái xe đá khác luôn.